Những ngày cuối năm này, tình hình kinh doanh, giao dịch tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, chi nhánh ngân hàng trở nên sôi động, tấp nập hơn và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Chủ động trước diễn biến tình hình, ngay từ đầu tháng 12 năm 2023, Công an quận Hà Đông đã tuyên truyền, vận động các cơ sở, chi nhánh lắp đặt, vận hành hệ thống chuông báo tội phạm từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn về trụ sở công an phường. Với hệ thống này, bất kỳ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý nào xảy ra sự cố, có dấu hiệu của hành vi phạm tội, nhân viên chỉ cần bấm nút cảnh báo là lực lượng chức năng sẽ có mặt để xử lý nhanh chóng các tình huống có liên quan đến sự cố an ninh trật tự. Theo tôi thì mình nên lắp cái chuông báo động kết nối với công an phường. Thì khi mà nó có cái vấn đề gì xảy ra thì mình có thể ấn báo động và anh em công an phường có thể là tiếp nhận cái sự việc nhanh hơn và so với khi nào mình không có cái chuông báo động. Hiện nay trên địa bàn phường Hà Cầu thì 100% là các cơ sở là cửa hàng vàng, quỹ tín dụng và ngân hàng đã triển khai lắp đặt chuông báo động về công an phường. Thì trên về cái việc này thì việc lắp đặt này thì cảm thấy các ngân hàng rất ủng hộ và cũng tin tưởng lực lượng công an hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo nhận định của cơ quan chức năng, trước sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong đó có tội phạm cướp, trộm cắp tài sản tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi hơn, manh động hơn. Chính vì vậy, cùng với việc vận động các cơ sở lắp đặt thiết bị chuông báo tội phạm, Công an quận Hà Đông đã tổ chức tập huấn cho trên 200 đại diện đơn vị cơ sở về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và kỹ năng xử lý tình huống tội phạm, trộm cướp, cướp giật tài sản tại ngân hàng, quỹ tín dụng, cửa hàng vàng bạc trên địa bàn. Buổi tập huấn rất thiết thực với gia đình tôi được rất nhiều bài học và các biện pháp phòng tránh. Cái chuông báo động này thì gia đình ủng hộ tuyệt đối. Cái lắp đặt trên địa bàn. Cái thứ hai là tăng cường công tác bảo vệ. Từ một bảo vệ gia đình em đã tăng thêm thành hai bảo vệ. Tại phòng trực ban của công an phường thì có thể hiện các cái nút chuông báo động, cửa hàng nào báo động đến thì là chúng tôi nhìn ở trên camera hệ thống, chúng tôi sẽ phát hiện ra các cái điểm, chúng tôi sẽ tập trung lực lượng xuống ngay tại cơ sở đó để nắm tình hình, để phòng chống các loại tội phạm. Công an quận Hà Đông cũng cố gắng là từ giờ đến trước Tết âm lịch là sẽ hoàn thành 100% cái cửa hàng vàng bạc quỹ tín dụng lắp đặt các hệ thống camera cảnh báo và các cái chuông báo động đến từng công an phường để làm sao mà đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông. Theo thống kê, trên địa bàn quận Hà Đông có 115 phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 52 cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý. Đến nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và phòng giao dịch ngân hàng lắp đặt hệ thống chuông báo động. Thời gian tới, Công an quận Hà Đông sẽ tiếp tục rà soát, tuyên truyền vận động các cơ sở duy trì, bảo dưỡng hệ thống camera an ninh và lắp đặt hệ thống chuông báo động có kết nối với cơ quan công an. Đồng thời, gia cố cửa ra vào, tủ kính để phòng ngừa, ngăn chặn không để các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự tại các cơ sở, đặc biệt là trộm, cướp tài sản.